Hello cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ chữa 40 câu phát âm trọng âm nhé. Câu đầu tiên, rồi phát âm chữ y, rồi thì sẽ là, này là screaming, y dài nha, beach và illegal, đấy bất hợp pháp, đấy chỉ có thằng này là y ngắn thôi, disposal, đáp án D. Câu số 2. Respect y đúng không ạ? Festival e mess asset là e. Suy ra câu 2 sẽ là đáp án A. Câu 3. Gym này, huge. Origin giờ đúng không ạ? Con này g. Đấy. Câu 4. Smoke O nhá. Slope O này, vote O luôn. Còn cái này là innocent O. Thế sao câu 4 là B. Câu số 5. Eventual, cho là chữ chờ nhá, là chữ T và chữ sờ nặng. Và invention này, preparation này, thì chỉ có thằng này sai là sờ thôi. Đấy, nên suy ra câu 5. Eventually, invention, mình viết nhầm rồi. Invention này, preparation. Ok, nên suy ra là câu 5A. Đấy, nhìn gần thì cứ hay nhầm nhầm. Ok, câu số 6 nào. Danh từ hai em tiết chọn một, expert, center, physics. Còn này là surprise. Surprise là hai nha. Câu số 7. Strategy 1, relation 2, specific 2, unlucky 2, suy ra strategy 1 ạ. Tiếp, câu số 8. Câu số 8 này, từ volleyball 1, educate 1 này, disappoint 3 này, vehicle 1, suy ra là đáp án C. Câu số 9. Remote 2 ạ. Program 1 này, moisture, spaceman 1. Suy ra là câu 9 là B. Remote 2. Câu số 10. Utility 2. Nervous 1. Stressful 1. Traffic 1. Đấy, nên suy ra là câu 10 là đáp án A, chọn ông 2. Còn mấy từ kia là trọng âm 1. Đấy, học phát âm trọng âm thì sẽ giúp các bạn là phát âm được từ vựng. Phát âm từ vựng thì sẽ học được cái từ đấy. Rồi bắt đầu các bạn học nghĩa nữa. Đó. Tiếp. Đề số 8 nào. Câu 1. Attitude, A bè này. Gas, A bè này. Gra này, A kéo dài này. Plastic, A. Sẽ là C. Câu số 2. Peace y kéo dài, rebuild y kéo dài, screen y kéo dài đúng không? Kitchen y ngắn thôi. Kitchen sẽ là D. Câu số 3. Câu số 3. Amount out, power out, account out. Còn đây từ này raft. Raft gồ ghề nhá. Là A là khác. Tiếp. Câu số 4. Chai này, triangle này, chill này, risky này, policy này. Đấy, thì suy ra là chai đúng không ạ? Triangle là I. Còn mấy cái kia là Y. Câu số 5. Island thì nhớ, các bạn nhớ là chữ S này không có đọc nha. Đấy, island. Còn này là S này, babysit. Mistake. Century, suy ra là island. Tiếp. Câu số 6 nào. Village 1 này, artist 1, picture 1, còn divorce, ly hôn là 2, trọng âm 2. Câu số 7. EE này, volunteer 3 này, psychologist 2 này, production 2 này, responsible 2. Suy ra là đáp án B, volunteer, tier là 3. Câu 8. Minimum 1, negation 2,
trước đơn đúng không ạ? Proposal 2. Từ suggestion 2 suy ra đáp án A, minimum. Câu số 9. Satellite 1 này. À, câu này chưa check à? Rồi, thì có thể là cái thằng A ấy, thì sẽ phải employer các bạn nhé. Employer thì cho ông 2, còn employee là cho ông 3 mất rồi. Successful 2 này, refreshment này cho satellite 1. C. Câu số 10. Measure 1 này, meter 1 này, driver 1 này, còn relax 2 là đáp án D. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang đề số 9 nhé. Đề số 9 này, từ leisure đúng không ạ? Giờ kiểu viết kiểu số 3 này. Còn này là Z, result này, zoo, physics. Ba thằng Z còn cái là J, nên suy ra là pleasure đúng không ạ? Pleasure A. Câu số 2. Thơ này, thirsty, thin, terrible, hay terrible, terrible. Còn mother là viết như chữ D này, mother sẽ là D ạ. Ok, câu số 3. Care, fail, nightmare, còn đây này là fear. Suy ra là câu số 3 đáp án D. Câu số 4. Vital này, bright này, deliver này, và designer sẽ là đáp án C. Tiếp, câu số 5. Gesture, G. Còn chữ này là guest này, G này, God này, groom này, là gesture là giờ thôi. 5A. Câu số 6. Enjoy 2 này, funny 1, furnish 1, carriage 1. Suy ra là câu 6 đáp án C, cho ông 2. Mấy từ kia là cho ông 1. Câu số 7 này, duration, what, excursion, collection, instruction, dinosaur, khủng long cho ông 1 ạ. Câu số 8. Description 2, handgrab 1, signature 1, personal 1. Suy ra là description 2 ạ. Câu số 9. Fascinating 1, acceptance 2, discover 2, importer 2. Ra fascinating. Câu số 10 ạ. Peaceful 1, impolite là 2, impolite thành 3 rồi. Furniture 1, medicine 1. Suy ra là câu 10 này đáp án B. Đấy, thì các bạn càng sợ phát âm trọng âm các bạn phải làm nhiều nhá. Bởi vì là không có nguyên tắc nhiều đâu, tức là có nguyên tắc nhưng mà vào các câu thì các bạn sẽ bị bẫy thôi, bị nhầm lẫn, nên phải làm nhiều. Câu 1, đề 10. Host, không phải hot hot đâu nha. Host, cost này, fraud này, loss này, ra 1A. Host, chủ nhà ấy. Host country, nước chủ nhà. Câu số 2 này, chemistry này, China, chocolate này, China này, chain này. Đấy, chữ ch trong tiếng Anh nó sẽ bằng T và sh, sh nặng. Ok, suy ra là chemistry B. Câu số 3, toe này, enclose này, coal này, giận này, A, C. Ok, C. Câu số 4, diary này, attack này, A đâu, relax này, kidnap này, đã bè thôi, suy ra là diary. Câu số 5, fashion, sugar, passion, đam mê, còn đây là S là cash. Đấy, nên là 5C. Câu số 6 nào. Bidation, đuôi ion trọng liền trước nha, trọng âm 2.
popular mode ạ. Positive document. Đấy. Thì các bạn làm nhiều gặp nhiều thì các bạn phát âm đúng được, chứ đừng bảo là phát âm quen mồm nhá. Quen mồm thì chỉ bị bẫy thôi. Vì phát âm tiếng Anh không giống tiếng Việt. Blanket, travel, disease, monkey. Suy ra câu 7 này đáp án C này. Câu số 8. Consider gymnastic, ambulance, pollution. Xe cứu thương cho ông 1 ạ, còn mấy từ kia cho ông 2. Câu số 9 ạ. Foreigner 1 này, average 1 này, forage 1 này, location 2 đúng không ạ? Câu 9 này đáp án D. Câu số 10 nè. Different mode, performance 2, delicious 2 và advantage. Dạ. Suy ra là câu số 10 sẽ là đáp án A, trọng 1, còn mấy cái trọng 2. Đấy. Ok, mỗi ngày sẽ làm phát âm trọng âm thì từ đấy các bạn sẽ học được từ vựng. Phát âm được thì sẽ học, sẽ nhớ được cái từ đấy. Ok, hẹn gặp các bạn vào ngày mai.